Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin phép được tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Trung. Phẩm thứ 5, tên các địa ngục. Khi bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Đức Địa Tạng rằng: Thưa bậc nhân giả, ngài về trời rồng tám bộ lại vì hết thảy chúng sanh đời này đời sau mà nói danh hiệu của các địa ngục là chỗ thụ báo tội khổ chúng sinh ở cõi Sa Bà cùng Diêm Phù Đề, và nói những sự quả báo không lành làm cho chúng sinh trong thời mật pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng đáp: Xin thưa nhân giả, nay tôi nhờ có uy thần của Phật và sức của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những tội báo và sự ác báo. Xin thưa nhân giả, ở về phía đông nam Diêm Phù Đề có một dãy núi tên gọi Thiết Vi, núi ấy tối om không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, trong có ngục lớn là Cực Vô Gián, lại có địa ngục gọi là Đại A Tỳ, lại có địa ngục gọi là Bốn Cạnh, lại có địa ngục gọi là Sao Bay, lại có địa ngục gọi là Tên Lửa, lại có địa ngục gọi là Núi Ép, lại có địa ngục gọi là Giáo Đông, lại có địa ngục gọi là Xe Sắt, lại có địa ngục gọi là Giường Sắt, lại có địa ngục gọi là Châu Sắt, lại có địa ngục gọi là Áo Sắt, lại có địa ngục gọi là Nghìn Sao, lại có địa ngục gọi là Lửa Sắt, lại có địa ngục gọi là Đồng Sôi, lại có địa ngục gọi là Ôm Cột, lại có địa ngục gọi là Lửa Văng, lại có địa ngục gọi là Cày Lưỡi, lại có địa ngục gọi là Chém Đầu, lại có địa ngục gọi là Thiêu Chân, lại có địa ngục gọi là Móc Mắt, lại có địa ngục gọi là Viên Sắt, lại có địa ngục gọi là Cãi Cọ, lại có địa ngục gọi là Dìu Sắt, lại có địa ngục gọi là Nóng Giận. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại thưa rằng: Xin thưa nhân giả, trong núi Thiết Vi có những địa ngục vô số như thế, nhiều không thể kể. Lại còn có những tên ngục gọi là địa ngục kêu gào, địa ngục lôi lưỡi, địa ngục phân tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục trâu lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục hầm lửa, địa ngục chim lửa, địa ngục cơ răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục đâm ngược, địa ngục nhà lửa, địa ngục nhà sắt, địa ngục sói lửa. Những địa ngục ấy trong mỗi ngục lớn có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm nghìn tên các địa ngục đều gọi khác nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại thưa Đức Phổ Hiền rằng: Thưa bậc nhân giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề làm những điều ác theo nghiệp châu cảm mà hiện ra những địa ngục như thế, nghiệp lực rất lớn, ngang núi Tu Di sâu như biển cả, làm chúng thánh đạo. Vì thế chúng sinh cho nên coi thường những điều ác nhỏ cho là vô tội, sau khi chết rồi dù cho tội nhỏ như sợi tóc tơ cũng đều chịu báo, kể cả cha con là chỗ thân tình cũng phải mỗi người đi theo mỗi ngả, dầu có gặp nhau cũng không thể chịu thay cho nhau được. Nay tôi nhờ có uy thần của Phật nói qua tội báo ở trong địa ngục, mong nhân rằng nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền đáp: Tuy tôi từ lâu đã rõ tội báo trong ba đường ác, nhưng nay tôi muốn nhân giả nói ra để cho hết thảy chúng sanh làm ác ở đời mặt pháp nghe lời nhân giả mà biết quy giáo pháp của Phật. Ngài Địa Tạng nói: Xin thưa nhân giả, những sự tội báo trong ngục hoặc như địa ngục kéo lưỡi kẻ tội lôi ra để cho trâu cày, hoặc có địa ngục moi tim kẻ tội cho dạ xoan, hoặc có địa ngục vạc dầu sôi sục nấu kẻ tội can, hoặc có địa ngục cột đồng cháy đỏ bắt kẻ tội ôm, hoặc có địa ngục lửa mạnh phun ra phóng vào kẻ tội, hoặc có địa ngục lạnh như băng giá, hoặc có địa ngục phân nước vô kẻ, hoặc có địa ngục trông gai chùy sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cắn, hoặc có địa ngục chó sắt xua đuổi, hoặc có địa ngục buộc vào lửa sắt. Xin thưa nhân giả, những nghiệp ấy trong mỗi địa ngục đều có trăm nghìn thứ đồ hành tội, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Mỗi thứ đồ ấy đều do hành nghiệp tội của chúng sanh mà cảm ứng ra. Nếu tôi nói rộng những sự tội báo ở trong địa ngục, thì trong mỗi ngục lại còn trăm nghìn thứ khổ sở nữa, huống chi nhiều ngục. Nay tôi thừa sự uy thần của Phật và nhân giả hỏi mà nói lược qua, nếu nói rộng ra, dẫu cho cả kiếp cũng không hết được. Nói cách.